Đối với bệnh nhân COVID thì thường thường chúng ta sẽ thấy rằng là họ có cái vấn đề về cái việc khó thở. Cái việc khó thở này đối với những bệnh nhân mà có triệu chứng nhẹ trung bình á, thì chúng ta sẽ thấy là một nó do nhiều nguyên nhân. Một cái nguyên nhân đầu tiên đó là cái nguyên nhân đến từ tâm lý, có thể là người bệnh quá lo lắng nên họ dẫn đến cái tình trạng khó thở. Vì vậy chúng ta cố gắng là chúng ta thư giãn thoải mái khi chúng ta thực hiện cái bài tập này. Cái thứ hai đó là chúng ta phải duy trì được cái hơi thở liên tục trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện bài tập. Lấy một cái tip, một cái mẹo để mà mọi người khi mà tập luyện không có cái tình trạng đó là gồng và giữ hơi lại, đó là khi chúng ta tập luyện thì chúng ta có thể đếm. Bởi vì khi mà chúng ta đếm số ra thành tiếng thì đó là lúc mà chúng ta sẽ duy trì được cái nhịp thở của mình tốt hơn. Thì đó là hai cái mẹo. Bên cạnh những cái mẹo để mà chúng ta tập luyện mà không bị khó thở, thì những cái bài tập hô hấp cũng sẽ có những cái vai trò rất rất là quan trọng. Chẳng hạn như là thở mí môi, thở cơ hoành hay là thở ngực kết hợp tai, thì đều có khả năng làm tăng cái dung tích sống và có khả năng hỗ trợ đối với những cái bài tập hô hấp. Thì người ta thấy rằng là chúng ta đối với bệnh nhân COVID thì có thể là chúng ta sẽ thực hiện những cái bài tập hô hấp như sau. Đối với thở mí môi thì chúng ta sẽ hít vào bằng mũi, hít sâu vào bằng mũi và sau đó chúm môi như hít sáo và thổi ra như vậy. Rồi chúng ta sẽ thực hiện bài tập này ở vị thế ngồi hoặc là vị thế nằm trên giường với hai chân co lên phía trên. Một tay chúng ta sẽ đặt ở phía bụng, một tay chúng ta sẽ đặt ở phía ngực để cảm nhận cái mức độ di động lồng ngực và mức độ di động của cơ hoành của bụng chúng ta. Chúng ta sẽ hít vào bằng mũi, hít sâu vào bằng mũi, và trong cái quá trình chúng ta hít sâu vào, chúng ta sẽ cố gắng phình bụng lên. Sau đó chúng ta sẽ giữ hơi lại khoảng từ 3 đến 5 giây tùy theo cái mức độ thể trạng hoặc là tình trạng của người tập. Sau đó chúng ta sẽ mím môi như là hít sáo, chúng ta thổi ra, thổi dài hơi ra và đồng thời hạ cái bụng xuống. Chúng ta sẽ cố gắng là cảm nhận bằng cái tai ở phía bụng của chúng ta. Nó sẽ có cái vai trò đó là nó cải thiện được cái dung tích sống của chúng ta. Vì vậy có thể là giúp cho phổi chúng ta huy động nhiều oxy hơn. Bài tập này thực hiện khá là đơn giản. Một tay của chúng ta sẽ thực hiện bài tập này ở vị thế ngồi hoặc là vị thế nằm trên giường với hai chân co lên phía trên. Một tay chúng ta sẽ đặt ở phía bụng, một tay chúng ta sẽ đặt ở phía ngực để cảm nhận cái mức độ di động lồng ngực và mức độ di động của cơ hoành của bụng chúng ta. Chúng ta sẽ hít vào bằng mũi, hít sâu vào bằng mũi, và trong cái quá trình chúng ta hít sâu vào, chúng ta sẽ cố gắng phình bụng lên. Sau đó chúng ta sẽ giữ hơi lại khoảng từ 3 đến 5 giây tùy theo cái mức độ thể trạng hoặc là tình trạng của người tập. Sau đó chúng ta sẽ mím môi như là hít sáo, chúng ta thổi ra, thổi dài hơi ra và đồng thời hạ cái bụng xuống. Chúng ta sẽ cố gắng là cảm nhận bằng cái tai ở phía bụng của chúng ta. Thì đó là cái bài tập đầu tiên. Bài tập này thì được khuyến cáo là chúng ta có thể làm nhiều lần trong ngày, khoảng từ 2 đến 3 lần trong ngày, và mỗi lần chúng ta phải thực hiện từ 10 đến 15 cái. Một cái bài tập khác mà có người ta thấy là cũng có cái vai trò rất là tốt trong cái việc mà cải thiện cái khả năng huy động thể tích phổi của người bệnh, đó là bài tập kết hợp tai. Thì đối với bài tập này thì chúng ta sẽ có hai bước. Bước đầu tiên đó là chúng ta sẽ giơ tai cao lên kèm theo hít vào bằng mũi. Khi chúng ta hít vào bằng mũi và giơ hai tay lên thì lồng ngực chúng ta sẽ nở ra và huy động khí sẽ tốt hơn. Chúng ta sau khi giơ tay lên và hít vào bằng mũi thì chúng ta sẽ giữ lại từ 2 đến 3 giây để đảm bảo là có cái sự trao đổi khí nó diễn ra tốt hơn. Sau đó trong cái quá trình sau khi giữ lại từ 3 đến 5 giây thì chúng ta sẽ hạ tay xuống, đồng thời chúng ta mím môi và thở ra dài hơn. Chúng ta không cần phải gắng sức quá nhiều trong cái thì thở ra, chúng ta có thể thở mím môi, thở ra dài và thả lỏng người. Thì đó là một số cái bài tập mà người ta cho thấy rằng là có khả năng cải thiện cái VC và tăng khả năng huy động dung tích của phổi. Người bệnh COVID cảm thấy dễ chịu hơn trong cái quá trình hô hấp.
Nhưng mà cái điều đặc biệt ở đây đó là chúng ta cần phải lưu ý là khi chúng ta tập những cái bài tập chẳng hạn như là thở cơ hoành, thở miếng môi, thở ngực kết hợp tai, thì sau cái thì hít vào, điều quan trọng là chúng ta phải giữ hơi lại khoảng từ 3 đến 5 giây tùy theo cái mức độ khả năng chịu đựng của bản thân cái người đó, vì cái người tập luyện. Thì cái thời gian mà giữ lại từ khoảng từ 3 đến 5 giây sẽ cho phép cái phần thông khí và trao đổi khí ở phổi của mình được diễn ra một cách tốt hơn, thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong cái vấn đề về về cảm thấy dễ chịu hơn khi thở, là một cái điều rất là quan trọng. Đó là những cái phương pháp mà chúng ta có thể dùng để chúng ta làm giảm cái tình trạng khó thở, cải thiện cái sự khả năng gắng sức và nâng cao cái chất lượng cuộc sống của người bệnh COVID.